Nếu đối với Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Văn, những kẻ cô độc, bần cùng, già cả, bệnh tật, lỡ đường, xin ăn, hành bố thí mà nghĩ, ta có khả năng bố thí cho Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Văn, những kẻ cô độc, bần cùng, già cả, bệnh tật, lỡ đường, xin ăn, thì Đại Bồ Tát ấy vì không có phương tiện thiện xảo để hành bố thí, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa ở thế gian liền nghĩ, ta có khả năng tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, ta có khả năng viên mãn tịnh giới Ba La Mật Đa. Vì Đại Bồ Tát ấy không có phương tiện thiện xảo tu hành tịnh giới, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa ở thế gian, bèn nghĩ, ta có khả năng tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, ta có khả năng viên mãn an nhẫn Ba La Mật Đa, vì Đại Bồ Tát ấy không có phương tiện thiện xảo tu hành an nhẫn, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa ở thế gian, bèn nghĩ, ta có khả năng tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, ta có khả năng viên mãn tinh tấn Ba La Mật Đa, vì Đại Bồ Tát ấy không có phương tiện thiện xảo tu hành tinh tấn, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa ở thế gian liền nghĩ, ta có khả năng tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, ta có khả năng viên mãn tịnh lự Ba La Mật Đa, vì Đại Bồ Tát ấy không có phương tiện thiện xảo tu hành tịnh lự, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa ở thế gian liền nghĩ, ta có khả năng tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, ta có khả năng viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì Đại Bồ Tát này không có phương tiện thiện xảo tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi an trụ cái không nội, nếu nghĩ ta có khả năng an trụ cái không nội, thì Đại Bồ Tát ấy bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự an trụ cái không nội, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát khi an trụ cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh. Nếu nghĩ ta có khả năng an trụ cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự an trụ cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi an trụ chân như, nếu nghĩ ta có khả năng an trụ chân như, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự an trụ chân như, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát khi an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, nếu nghĩ ta có khả năng an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi an trụ thánh đế khổ, nếu nghĩ ta có khả năng an trụ thánh đế khổ, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự an trụ thánh đế khổ, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát khi an trụ thánh đế tập diệt đạo, nếu nghĩ ta có khả năng an trụ thánh đế tập diệt đạo, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự an trụ thánh đế tập diệt đạo, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi tu hành bốn tịnh lự, nếu nghĩ ta có khả năng tu hành bốn tịnh lự,
Thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành bốn tịnh lự, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát khi tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nếu nghĩ ta có khả năng tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi tu hành tám giải thoát, nếu nghĩ ta có khả năng tu hành tám giải thoát, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành tám giải thoát, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát khi tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, nếu nghĩ ta có khả năng tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi tu hành bốn niệm trụ, nếu nghĩ ta có khả năng tu hành bốn niệm trụ, Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành bốn niệm trụ, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát khi tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, nếu nghĩ ta có khả năng tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi tu hành pháp môn giải thoát không, nếu nghĩ ta có khả năng tu hành pháp môn giải thoát không, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành pháp môn giải thoát không, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát khi tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nếu nghĩ ta có khả năng tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi tu hành năm loại mắt, nếu nghĩ ta có khả năng tu hành năm loại mắt, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành năm loại mắt, liền khỏi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát khi tu hành sáu phép thần thông, nếu nghĩ ta có khả năng tu hành sáu phép thần thông, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành sáu phép thần thông, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi tu hành 10 lực của Phật, nếu nghĩ ta có khả năng tu hành 10 lực của Phật, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành 10 lực của Phật, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát khi tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, nếu nghĩ ta có khả năng tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi tu pháp không quên mất, nếu nghĩ ta có khả năng tu hành pháp không quên mất, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành pháp không quên mất, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát khi tu hành tánh luôn luôn xả, nếu nghĩ ta có khả năng tu hành tánh luôn luôn xả, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành tánh luôn luôn xả, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí.
Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy khi tu tất cả pháp môn Đà La Ni, nếu nghĩ ta có khả năng tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát, khi tu hành tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nếu nghĩ ta có khả năng tu hành tất cả pháp môn Tam Ma Địa, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành tất cả pháp môn Tam Ma Địa, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi tu hành trí nhất thiết, nếu nghĩ ta có khả năng tu hành trí nhất thiết, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành trí nhất thiết, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát khi tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nếu nghĩ ta có khả năng tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi thành thục hữu tình, nếu nghĩ ta có khả năng thành thục hữu tình, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự thành thục hữu tình, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát khi nghiêm tịnh cõi Phật, nếu nghĩ ta có khả năng nghiêm tịnh cõi Phật, thì Đại Bồ Tát ấy vì bị sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn sự nghiêm tịnh cõi Phật, liền khởi tâm tự cao nên chẳng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát như vậy là theo tâm thế gian mà tu các thiện pháp, vì không có phương tiện thiện xảo tu hành bố thí vân vân, vì sự chấp ngã và ngã sở làm nhiễu loạn tâm. Vì tuy tu bát nhã ba la mật đa mà chưa đạt được, nên chẳng có khả năng như thật điều phục tâm tự cao, cũng chẳng có khả năng như thật hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bố thí ba la mật đa xuất thế gian, vì khéo tu bát nhã ba la mật đa nên chẳng thấy có người bố thí, chẳng thấy có kẻ nhận, chẳng thấy có vật bố thí, là vì Đại Bồ Tát ấy y cứ vào bát nhã ba la mật đa mà hành bố thí ba la mật đa, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới ba la mật đa xuất thế gian, vì khéo tu bát nhã ba la mật đa nên chẳng thấy có tịnh giới, chẳng thấy có người đầy đủ tịnh giới, là vì Đại Bồ Tát ấy đã y cứ vào bát nhã ba la mật đa mà hành tịnh giới ba la mật đa, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành an nhẫn ba la mật đa xuất thế gian, vì khéo tu bát nhã ba la mật đa nên chẳng thấy có an nhẫn, chẳng thấy có người đầy đủ an nhẫn, là vì Đại Bồ Tát ấy đã y cứ vào bát nhã ba la mật đa mà hành an nhẫn ba la mật đa, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn ba la mật đa xuất thế gian, vì khéo tu bát nhã ba la mật đa nên chẳng thấy có tinh tấn, chẳng thấy có người đầy đủ tinh tấn, là vì Đại Bồ Tát ấy đã y cứ vào bát nhã ba la mật đa mà hành tinh tấn ba la mật đa, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự ba la mật đa xuất thế gian, vì khéo tu bát nhã ba la mật đa nên chẳng thấy có tịnh lự, chẳng thấy có người đầy đủ tịnh lự, là vì Đại Bồ Tát ấy đã y cứ vào bát nhã ba la mật đa mà hành tịnh lự ba la mật đa, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa xuất thế gian, vì khéo tu bát nhã ba la mật đa nên chẳng thấy có bát nhã, chẳng thấy có người đầy đủ bát nhã, cũng chẳng thấy có tất cả pháp, là vì Đại Bồ Tát ấy đã y cứ vào bát nhã ba la mật đa mà hành bát nhã ba la mật đa, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát
khi an trụ không nổi vì khéo tu bát nhã ba la mật đa nên chẳng thấy có cái không nổi, chẳng thấy có người an trụ không nổi, là vì đại bồ tát ấy đã y cứ vào bát nhã ba la mật đa mà an trụ không nổi, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Nếu đại bồ tát khi an trụ không ngoại, không nội ngoại, không không, không lớn, không thắng nghĩa, không hữu vi, không vô vi, không rốt ráo, không không biên giới, không tản mạn, không không đổi khác, không bản tánh, không tự tướng, không cộng tướng, không tất cả pháp, không chẳng thể nắm bắt được, không không tánh, không tự tánh, không không tánh tự tánh. Vì khéo tu bát nhã ba la mật đa nên chẳng thấy có cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, chẳng thấy có người an trụ không ngoại cho đến không không tánh tự tánh, là vì đại bồ tát ấy đã y cứ vào bát nhã ba la mật đa mà an trụ không ngoại cho đến không không tánh tự tánh, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, nếu đại bồ tát khi an trụ chân như vì khéo tu bát nhã ba la mật đa nên chẳng thấy có chân như, chẳng thấy có người an trụ chân như, là vì đại bồ tát ấy y cứ vào bát nhã ba la mật đa mà an trụ chân như, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Nếu đại bồ tát khi an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, vì khéo tu bát nhã ba la mật đa nên chẳng thấy có pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng thấy có người an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, là vì đại bồ tát ấy đã y cứ vào bát nhã ba la mật đa mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, nếu đại bồ tát khi an trụ thánh đế khổ vì khéo tu bát nhã ba la mật đa nên chẳng thấy có thánh đế khổ, chẳng thấy có người an trụ thánh đế khổ, là vì đại bồ tát ấy đã y cứ vào bát nhã ba la mật đa mà an trụ thánh đế khổ, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Nếu đại bồ tát khi an trụ thánh đế tập diệt đạo vì khéo tu bát nhã ba la mật đa nên chẳng thấy có thánh đế tập diệt đạo, chẳng thấy có người an trụ thánh đế tập diệt đạo, là vì đại bồ tát ấy đã y cứ vào bát nhã ba la mật đa mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, nếu đại bồ tát khi tu hành bốn tịnh lự vì khéo tu bát nhã ba la mật đa nên chẳng thấy có bốn tịnh lự, chẳng thấy có người tu bốn tịnh lự, là vì đại bồ tát ấy đã y cứ vào bát nhã ba la mật đa mà tu hành bốn tịnh lự, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Nếu đại bồ tát khi tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc vì khéo tu bát nhã ba la mật đa nên chẳng thấy có bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng thấy có người tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, là vì đại bồ tát ấy đã y cứ vào bát nhã ba la mật đa mà tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, nếu đại bồ tát khi tu hành tám giải thoát vì khéo tu bát nhã ba la mật đa nên chẳng thấy có tám giải thoát, chẳng thấy có người tu tám giải thoát, là vì đại bồ tát ấy đã y cứ vào bát nhã ba la mật đa mà tu hành tám giải thoát, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Nếu đại bồ tát khi tu hành 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ vì khéo tu bát nhã ba la mật đa nên chẳng thấy có 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ, chẳng thấy có người tu 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ, là vì đại bồ tát ấy đã y cứ vào bát nhã ba la mật đa mà tu hành 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, nếu đại bồ tát khi tu hành bốn niệm trụ vì khéo tu bát nhã ba la mật đa nên chẳng thấy có bốn niệm trụ, chẳng thấy có người tu bốn niệm trụ, là vì đại bồ tát ấy đã y cứ vào bát nhã ba la mật đa
Mà tu hành bốn niệm trụ nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, vì khéo tu bát nhã ba la mật đa nên chẳng thấy có bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Chẳng thấy có người tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là vì Đại Bồ Tát ấy đã y cứ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành pháp môn giải thoát không thì khéo tu Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thấy có pháp môn giải thoát không? Chẳng thấy có người tu pháp môn giải thoát không? Là vì Đại Bồ Tát ấy đã y cứ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu hành pháp môn giải thoát không, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, vì khéo tu Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thấy có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng thấy có người tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, là vì Đại Bồ Tát ấy đã y cứ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi tu hành năm loại mắt, vì khéo tu Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thấy có năm loại mắt, chẳng thấy có người tu năm loại mắt, là vì Đại Bồ Tát ấy đã y cứ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu hành năm loại mắt nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Nếu Bồ Tát khi tu hành sáu phép thần thông, vì khéo tu Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thấy có sáu phép thần thông, chẳng thấy có người tu sáu phép thần thông, là vì Đại Bồ Tát ấy đã y cứ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu hành sáu phép thần thông nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi tu hành mười lực của Phật, vì khéo tu Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thấy có mười lực của Phật, chẳng thấy có người tu mười lực của Phật, là vì Đại Bồ Tát ấy đã y cứ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu hành mười lực của Phật nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, vì khéo tu Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thấy có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng thấy có người tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, là vì Đại Bồ Tát ấy đã y cứ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành pháp không quên mất, vì khéo tu Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thấy có pháp không quên mất, chẳng thấy có người tu pháp không quên mất, là vì Đại Bồ Tát ấy đã y cứ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu hành pháp không quên mất nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành tánh luôn luôn xả, vì khéo tu Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thấy có tánh luôn luôn xả, chẳng thấy có người tu tánh luôn luôn xả, là vì Đại Bồ Tát ấy đã y cứ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu hành tánh luôn luôn xả nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, vì khéo tu Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thấy có tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng thấy có người tu tất cả pháp môn Đà La Ni, là vì Đại Bồ Tát ấy đã y cứ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành tất cả pháp môn Tam Ma Địa, vì khéo tu Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thấy có tất cả pháp môn Tam Ma Địa,
chẳng thấy có người tu tất cả pháp môn tam ma địa, là vì đại bồ tát ấy đã y cứ vào bát nhã ba la mật đa mà tu hành tất cả pháp môn tam ma địa, nên có khả năng điều phục tâm tự cang, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, nếu đại bồ tát khi tu hành trí nhất thiết vì khéo tu bát nhã ba la mật đa nên chẳng thấy có trí nhất thiết, chẳng thấy có người tu trí nhất thiết, là vì đại bồ tát ấy đã y cứ vào bát nhã ba la mật đa mà tu hành trí nhất thiết, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Nếu đại bồ tát khi tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, vì khéo tu bát nhã ba la mật đa nên chẳng thấy có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng thấy có người tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, là vì đại bồ tát ấy đã y cứ vào bát nhã ba la mật đa mà tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, nếu đại bồ tát khi thành thục hữu tình vì khéo tu bát nhã ba la mật đa nên chẳng thấy có sự thành thục hữu tình, chẳng thấy có người thành thục hữu tình, là vì đại bồ tát ấy đã y cứ vào bát nhã ba la mật đa mà thành thục hữu tình, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Nếu đại bồ tát khi nghiêm tịnh cõi Phật vì khéo tu bát nhã ba la mật đa nên chẳng thấy có sự nghiêm tịnh cõi Phật, chẳng thấy có người nghiêm tịnh cõi Phật, là vì đại bồ tát ấy đã y cứ vào bát nhã ba la mật đa mà nghiêm tịnh cõi Phật, nên có khả năng điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, đại bồ tát như thế vì đã y cứ vào bát nhã ba la mật đa xuất thế gian mà tu thiện pháp, nên có khả năng như thật điều phục tâm tự cao, cũng có khả năng như thật hồi hướng trí nhất thiết trí. Vì vậy nên ta nói bát nhã ba la mật đa như thế thật là hy hữu, điều phục bồ tát làm cho chẳng khởi tâm tự cao, có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lúc bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân,